Chân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Hoàng Dung và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, 20 tháng 9 năm 2023. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin thế giới. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Mexico. Chính phủ Mexico mời quân lính của Nga tham gia cuộc diễn binh khiến cho Ukraine tức giận. Ukraine đã phản ứng giận dữ sau khi Tổng thống Mexico là ông López Obrador đã mời các binh sĩ của Nga tham gia cuộc diễn binh nhân ngày quốc khánh. 14 binh sĩ thuộc Trung đoàn Preo Bajansky số là 154, mang theo quốc kỳ của Nga, tham gia đội hình diễn binh tại Mexico City, là thủ đô của Mexico, nhân kỷ niệm 213 năm ngày quốc khánh của Mexico. Các binh sĩ từ 19 quốc gia, trong đó có Brazil, Chile, Trung Cộng, Venezuela, Sri Lanka, Nepal, Cuba và Nicaragua, cùng nhau tham gia cuộc diễn binh này. Đại sứ quán của Nga tại Mexico đã đăng trên mạng xã hội lời tuyên bố như sau: Tình hữu nghị của Mexico và Nga muôn năm. Đại sứ của Ukraine tại Mexico City và các chính trị gia đối lập cùng một số cơ quan truyền thông của Mexico đã chỉ trích hành động này. Họ nói như sau: Điều này giải thích thế nào với chính sách trung lập và việc lên án hành động quân sự chống lại đất nước tôi vậy? Thưa tổng thống López Obrador, Đại sứ của Ukraine là Osana Dharma đăng trên mạng xã hội như trên. Tuy nhiên, Tổng thống Mexico bảo vệ quyết định của ông đó là việc mời quân đội Nga tham gia cuộc diễn binh này. Ông cho biết như sau, chúng tôi có quan hệ với tất cả các quốc gia trên thế giới và mời bất kỳ ai tham gia Chính phủ Mexico lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine và ủng hộ cho nghị quyết của Liên hiệp quốc yêu cầu Nga phải rút quân ngay lập tức ra khỏi Ukraine từ hồi tháng 2. Tuy nhiên, chính quyền của tổng thống Obrador đã từ chối áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Nga hoặc không gửi viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời cho biết như sau: Mexico tìm cách thúc đẩy các cuộc đối thoại để đạt được nền hòa bình. Và kính thưa quý vị, Nga đã phạt tù nữ quân nhân trốn lệnh động viên. Lần đầu tiên, tòa án tại Nga đã phạt tù một nữ quân nhân vì hành vi trốn gọi nhập ngũ trong đợt động viên một phần bắt đầu vào tháng 9 năm 2022. Bên nhất, Medina Kabalojiva đã bị hội đồng thẩm phán của tòa án quân sự miền Nam bác kháng cáo và giữ nguyên bản án 6 năm tù do tòa sơ thẩm đưa ra. Nhật báo Kommersant mới đây đã cho biết như vậy. Cô Kabaloyeva được khoản thi hành án cho tới năm 2032, thời điểm mà đứa con 5 tuổi của cô bước sang tuổi 14. Theo Kommersant, sau khi mà cô Kabaloyeva sinh con vào năm 2018, thì cơ quan quân y của đơn vị đã ra khuyến nghị chính thức yêu cầu tạm thời miễn nghĩa vụ quân sự với cô Kabaloyeva. Đến khi mà Nga tuyên bố lệnh động viên một phần, thì cô Kabaloyeva đã nói rằng mình tin là quân y sẽ chuyển thông tin tới giới hữu trách. Tuy nhiên thì kiểm sát viên quân sự lập luận rằng do cô Kabalojiva tiếp tục nhận trợ cấp và phúc lợi từ quân đội, cho nên giấy tờ người này vẫn đang nhập ngũ và có thể là bị khởi tố về tội trốn lệnh động viên. Quá trình sự án sơ thẩm, Tòa án quân sự Vladikavkaz đồng ý với kiểm sát viên và tuyên án cô Kabalojiva 6 năm tù. Luật sư sau đó đã kháng cáo. Cô là một nữ quân nhân đầu tiên của Nga, đã bị kết án vì tội đào ngũ kể từ khi mà Moscow mở cuộc chiến tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Vào tháng 4 vừa qua, Hạ viện của Nga đã thông qua việc thực hiện hệ thống ghi danh điện tử đối với tất cả những người đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ quân sự. Biện pháp này nhằm cho phép các cơ quan tuyển quân ở Nga gợi giấy triệu tập qua đường bưu điện hoặc là email người nhận giấy tờ sẽ bị cấm rời khỏi đất nước cho đến khi mà trình diện tại cơ quan tuyển quân. Người trốn quân dịch sẽ bị tước quyền lái xe hơi, sở hữu bất động sản và vay vốn. Sang qua khu vực Đông Âu, chính phủ Ukraine đệ đơn lên Tổ chức Thương mại Thế giới để kiện ba quốc gia thuộc khu vực Đông Âu về việc cấm nhập cảng ngũ cốc đến từ Ukraine. Theo hãng tin Reuters, trong tuyên bố mới nhất, Bộ kinh tế của Ukraine cho hay, quốc gia này đã để đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới, gọi tắt là WTO để phản đối ba quốc gia đó là Ba Lan, Slovakia và Hungary đã ra lệnh cấm nhập cả ngũ cốc từ Ukraine. Chính phủ Ukraine coi những hạn chế như thế là vi phạm nghĩa vụ quốc tế của các quốc gia thành viên trong khối hiệp châu Âu. Khối châu Âu đã chấm dứt lệnh cấm nhập cảng ngũ cốc từ Ukraine vào ngày 15 tháng 9 sau khi chính phủ Ukraine tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp siết chặt kiểm soát xuất cảng sang các quốc gia láng giềng. Ba quốc gia Hungary, Ba Lan và Slovakia đã công bố các biện pháp hạn chế riêng đối với lĩnh vực nhập cảng ngũ cốc đến từ Ukraine. Cả ba quốc gia vừa kể đều khẳng định họ đang hành động vì lợi ích của nền kinh tế và hành động đó là để bảo vệ cho giới nông gia trước tình trạng dư thừa sản phẩm nông nghiệp. Ukraine là một trong những nhà xuất cảng ngũ cốc hàng đầu thế giới trước khi cuộc xâm lược của Nga vào năm 2022 đã làm suy giảm khả năng chuyển giao những mặt hàng nông nghiệp của Ukraine tới các thị trường trên toàn cầu thông qua các hải cảng ở khu vực Hắc Hải. Quay sang Thụy Sĩ thì không quân của nước này thông báo sẽ tổ chức huấn luyện với Mỹ. Tại Geneva ngày 19 tháng 9, không quân của Thụy Sĩ thông báo các phi đội 17 và 18 của không quân nước này và phi đội tiêm kích 510 của không quân Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận trên không phận của nước này. Đây được xem là nỗ lực của Bern nhằm tăng cường khả năng phòng vệ thông qua các chương trình hợp tác quốc tế thông báo cho biết thêm rằng phi đội đầu tiên sẽ cất cánh từ căn cứ không quân pione ở vào thụy sĩ sau đó là phi đội tiếp theo cất cánh từ căn cứ không quân aviano mục đích của cuộc huấn luyện nêu trên là để cùng kiểm tra việc lập kế hoạch thực hiện và báo cáo các cuộc tập trận phòng không cũng như thảo luận kinh nghiệm đây là hoạt động dựa trên thỏa thuận song phương về huấn luyện giáo dục và huấn luyện quân sự một số nguồn tin cho biết rằng các máy bay FA-18 của Thụy Sĩ và F-16 của Mỹ sẽ tham gia cuộc huấn luyện trên. Cuộc huấn luyện chung được xây dựng dựa trên lịch sử hợp tác lâu dài giữa lực lượng không quân hai nước trong đào tạo và giáo dục. Hoạt động này phù hợp với kế hoạch của Hội đồng Liên bang nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Thụy Sĩ thông qua hợp tác quốc tế, như đã nêu trong báo cáo bổ sung cho báo cáo chính sách an ninh hồi năm ngoái. Sông qua Châu Phi có hơn 1.200 trẻ em tử vong tại các trại tị nạn ở Sudan. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cảnh báo từ nay cho tới cuối năm thì hàng ngàn trẻ sơ sinh có nguy cơ bị tử vong do các vấn đề chăm sóc sức khỏe tại Sudan. Từ tháng 5 năm 2023 cho tới nay, đã có hơn 1.200 trẻ em tử vong tại các trại tị nạn ở Sudan, trong khi từ nay cho tới hết năm thì hàng ngàn trẻ sơ sinh khác có nguy cơ bị rơi vào tình trạng tương tự do các vấn đề chăm sóc sức khỏe tại quốc gia vốn đang chìm trong các cuộc xung đột này. Báo cáo của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho hay số trẻ em tử vong đều dưới 5 tuổi được ghi nhận tại 9 trại tị nạn, tập trung phần lớn là những người tị nạn đến từ Nam Sudan và Ethiopia. Cũng trong thời gian từ ngày 15 tháng 5 cho tới ngày 14 tháng 9, Liên Hiệp Quốc ghi nhận có tới 3.100 trường hợp khác bị nghi là mắc bệnh sởi, hơn 500 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy. Trong khi dịch bệnh sốt xuất huyết và sốt rét bùng phát cũng trở thành những mối lo khác. Phát ngôn viên của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc là ông James Elder cho hay, theo dự kiến sẽ có 330.000 trẻ em chào đời trong khoảng 3 tháng cuối năm nay. Và điều đáng lo ngại đó là cũng trong thời gian đó, dịch vụ về dinh dưỡng cũng thiếu thốn nghiêm trọng. Cũng theo ông James Elder, mỗi tháng có khoảng 55.000 trẻ em cần phải được điều trị ở dạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng nhất ở Sudan. Thế nhưng tại thủ đô Khartoum, tỷ lệ trung tâm dinh dưỡng hoạt động chưa tới 1 phần 50, trong khi tỷ lệ này ở khu vực Tây Darfur là 1 phần 10. Và vẫn tin liên quan đến Thụy Sĩ, thì nước này đã cảnh báo nguy cơ bệnh bò điên xuất hiện trở lại. Thưa quý vị, Văn phòng Thú y và An toàn Thực phẩm Liên bang Thụy Sĩ mới đây vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ bò mắc bệnh não sốt, hay còn gọi là bệnh bò điên. Thông báo của Văn phòng Thú y và An toàn Thực phẩm Liên bang của Thụy Sĩ cho biết, đã có hai trường hợp phát hiện bò nhiễm bệnh trong đó trường hợp thứ nhất ở vùng Graubünden và trường hợp thứ hai cũng ở tiểu bang Graubünden. Tuy nhiên thì văn phòng thú y và an toàn thực phẩm liên bang Thụy Sĩ khẳng định đây là những trường hợp riêng lẻ, không gây rủi ro cho nông dân hoặc là sức khỏe cộng đồng. Các trường hợp này nhiễm bệnh BSE không điển hình, có nghĩa là chúng hiếm khi xảy ra và chỉ xuất hiện lẻ tẻ ở những động vật bị cô lập. Vào năm 2015, Thụy Sĩ được Tổ chức Thúy Y Thế Giới xác nhận là quốc gia có nguy cơ không đáng kể về bệnh bò điên. Kể từ đó cho tới nay, thì chỉ có 3 trường hợp mắc bệnh bò điên không điển hình được ghi nhận, ngoài hai trường hợp trong năm nay. Một trường hợp được ghi nhận vào tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên, thì vào năm 1995, bệnh bò điên đã gây ra cuộc khủng hoảng thịt bò tại Thụy Sĩ, khi mà có gần 70 trường hợp được báo cáo trên khắp đất nước. Trong năm này, thì doanh số bán thịt đã giảm xuống còn khoảng là 10% do nhu cầu thịt bò giảm. Ngoài Thụy Sĩ, thì một số quốc gia khác trong năm nay cũng đã thông báo ghi nhận các trường hợp bệnh bò điên không điển hình, bao gồm có Mỹ, Anh Quốc, Tây Ban Nha, Hà Lan và Brazil. Theo Tổ chức Thú y của Thế giới, cho đến nay thì không có bằng chứng nào cho thấy bệnh bò điên không điển hình có thể lây sang người tiêu dùng. Tuy nhiên, không thể loại trừ sự lưu hành của tác nhân truyền nhiễm do phân hủy xác động vật không đúng cách. Trở lại với châu Âu, nhiều khu trượt tuyết tại nước Pháp phải đóng cửa vì không có tuyết. Trong lúc mùa đông đang tới, thế nhưng La Sambi là thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng gần đỉnh Mont Blanc thuộc dãy núi Alps đang không có đủ tuyết để phục vụ cho du khách. Các giới chức tại thị trấn của nước Pháp này quyết định dỡ bỏ các dây cáp treo dành cho du khách đến trượt tuyết. Hiện tượng nóng lên của toàn cầu khiến cho thời gian tuyết rơi trong mùa đông tại nước Pháp bị ngắn lại, chỉ còn vài tuần mà thôi. Do tuyết ít cho nên thị trấn này buộc phải ngừng các dịch vụ liên quan. Cảm ơn mọi người vì những năm tháng tuyệt vời trước đây. Thị trưởng của La Sambi nói như trên. Còn thị trưởng Jack Dallas cho hay, những năm trước đây, thị trấn này có tuyết rơi từ đầu tháng 12 đến hết tháng 3. Thế nhưng, mùa đông năm ngoái chỉ có 4 tuần tuyết rơi và số lượng tuyết cũng không nhiều. Năm nay, điều tương tự xảy ra khiến cho khu nghỉ mát này chỉ có thể mở cửa chưa đầy 5 tuần lễ giữa tháng Giêng và tháng 2. Ông cũng cho biết thêm, cả thị trấn đang phải đối mặt với khoản tiền duy trì hoạt động khu nghỉ dưỡng nói trên vào khoảng 500.000 Mỹ Kim mỗi năm riêng việc duy trì đoạn dây cáp treo đã tiêu tốn hết 80.000 mỹ kim mỗi năm. Là Sambi là khu nghỉ dưỡng nhỏ với 3 hệ thống cáp treo và một số đường trượt tuyết với độ cao tối đa là 1.850m phục vụ cho dân chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Khu nghỉ dưỡng phổ biến với du khách đi cả gia đình muốn tìm kiếm trải nghiệm trượt tuyết đơn giản và có giá rất bình dân. Khi lên kế hoạch hoạt động cho mùa đông, hội đồng thị trấn này đã đưa ra quyết định đóng cửa khu nghỉ dưỡng ra đời từ năm 2016. Mặc dù hạ tầng cơ sở phục vụ cho việc trượt tuyết bị dỡ bỏ, thế nhưng người dân hy vọng du khách sẽ vẫn tới nơi này. Ngoài thú vui trượt tuyết thì nơi đây còn được biết tới là điểm đến đi bộ đường dài, có nhiều hoạt động ngoài trời như là khám phá thiên nhiên cũng như chơi các bộ môn thể thao. La Sambie không phải là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết duy nhất tại nước Pháp đối mặt với cuộc khủng hoảng về tuyết. Năm ngoái, Son Famin là một địa điểm trượt tuyết nhỏ khác ở dãy núi Al, đã dỡ bỏ hệ thống cáp treo dành cho du khách trượt tuyết khi mùa đông ở đây ngắn lại, có ít tuyết hơn so với những năm trước. Đến đây, kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.